Hello, xin chào mọi người. Welcome back to It's Brian's World. Ngày hôm nay, Brian đang đứng một địa điểm là mắc nhất với lại là giàu nhất. Brian phải nói, giống như cái địa điểm này là tiền bạc vô, giống như là ào ào. Ngay đây là cái này gọi là Financial District. Nếu mọi người biết là tên là Wall Street. Khu vực này là khu vực mà của nước Mỹ, giống như là trái tim của nước Mỹ financially. Tại vì ở trong cái khu vực này, tiền bạc nó đi ra, đi vô. Đây là gọi là trillion dollar. Tiếng Việt, Brian không biết là chục tỷ hả? Còn cái câu nào hơn cái mà tỷ không ha? Yeah, trillion dollar đi qua cái chỗ khu vực này mỗi ngày. Khu vực này là Wall Street. Thì chắc các bạn biết là Wall Street thì nó gần ngay cái chỗ mà ngày xưa là gọi là World Trade Center, mà bây giờ gọi là One World Trade Tower. Thì ngay đây Brian sẽ dùng cơ hội này sẽ dẫn mọi người đi khám phá cái căn hộ mới xây dựng đây, rất là đẹp. Một cái gọi là cái này nó gọi là giống như là cái tour này Brian dẫn mọi người đi là nó gọi là giống như là Walk on Cloud. Thì cái tên của cái building này gọi là Julie. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá cái building này, coi cái căn hộ này nó như thế nào. Thì mọi người phải xem chút xíu nữa Brian sẽ chia sẻ cái giá cả ở trong đó nó như thế nào. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá cái building ngay đây, gọi là Juliet, ngay khu vực của Wall Street. Let's go. Ok, mình đã tới rồi, 20A. Giờ mọi người xem nha. Ok mọi người, bây giờ mình đã tới rồi. Bây giờ cái đầu tiên thì mình vô. Thì cái này là gọi là powder room. Thì cái này là cho mấy người mà guest one day thì họ sẽ dùng cái toilet này. Mà trong cái unit này á, thì tí nữa Brian sẽ chia sẻ thêm. Mình sẽ đi tour nha. Bên đây thì là cái này là wash and dryer, cũng là hiệu Miele, top the line. Okay. Common. Thì giờ vô đây là cái phòng này là phòng đầu tiên. Ok. Đó mọi người xem như thế nào. Phòng này đẹp chưa? Ngay đây là phong cảnh. Để mình đi qua đây coi phong cảnh như thế nào nha. Phong cảnh bên đây là nó là West Side Highway. Có cái building kế bên nè. Cái building nè. Cực kỳ đẹp không? Ngó bên dưới. Ngay đây là nó sẽ không có ảnh hưởng cái view của mình, tại vì nó cái này là parking lot ngay đây ha. Thì ngay đây thì là cái view của mình. Quá đẹp quá. Oh sorry. Welcome to Brian's bedroom. Dạ đây mọi người. Ngay đây cái giường của mình, nếu mà mình ngồi đây mà mỗi ngày mình dậy ngó ra ngoài ngay bờ sông, ngay cái bên xong mấy cái building ngay bên cạnh của mình nữa. Quá là đẹp luôn, quá là tuyệt vời ha. Oh. Giờ cái hộ này để Brian chia sẻ luôn thì mình sẽ continue cái tour. Mà cái hộ ngay đây là cỡ khoảng giá là cỡ khoảng 3 triệu. Thì Brian sẽ để cái giá trên trận cho mọi người xem. Thì ngay đây là cái hộ này là 3 phòng ngủ với lại 2.5 là 2.5 bathroom. Thì là một cái là powder room. Square foot là cỡ khoảng 1.700 square feet. Thì đó. Ok, mình sẽ đi coi tiếp tục nha. Giờ mình sẽ vô đây coi cái bathroom nha mọi người. Wow, bathroom này đẹp chưa? Bathroom này giống như là một cái hotel vậy đó, mọi người nhìn theo. Ngay đây là stand up shower. Bên đây là cái này là tub cho mình tắm. Xong rồi hai sink vanity, hai cái sink luôn. Wow. Cái gạch này cực kỳ đẹp. Mirror cũng đẹp chưa? Xong bên đây là toilet riêng biệt. Nó ngồi đây toilet ngay đây riêng biệt đó. Cái này là ôi giời, mình sẽ đi tắm nha. Ơi mọi người đừng xem. Trong đây đẹp quá, xem làm sao mà quá là đẹp luôn mọi người. Cái này nó cho mình cảm giác giống như là mình thiệt ở trong cái mà
cái hotel mà very luxury, kiểu luxury style. Đẹp quá, quá đẹp. Giờ quanh đây là cái này là cái kitchen đó, mọi người nhìn thấy không? Kho mình đang nấu đồ ăn đó, kho mình nè. Ngay đây thì là cái sink. Brian khoái mấy cái sink kiểu như vậy, tại vì mình đứng ở đây á mọi người, mình giữ chén hay là gì á, ai mà mướn Brian giữ chén thì mình khoái cái phong cảnh như vậy nè. Đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn ha. Thấy chưa? Cái phong cảnh cực kỳ đẹp. Xong qua quay quanh đây á mọi người thì là cái bếp. Bếp là toàn bộ là hiệu của Miele. Miele là cái hiệu này nè. Đó mọi người thấy không? Miele. Xong ngay đây là cái refrigerator. Đẹp chưa? Tí nữa ai mời Brian qua nhậu thì Brian sẽ đi. Mà cái đó là cái kitchen đó mọi người. Ok. Yeah. Bây giờ là cái này là cái building nè. Nè mọi người nhìn thấy không? Cái này là cái building đó. Cao chưa? Cực kỳ cao ha. Mình đang là đứng ngay trên cỡ ngay đâu đây nè. Đó, cái nhỏ của mình. Còn cái này là cái chỗ living room area. Mọi người thấy chưa? Đẹp quá ha. Mình ngồi ở đây xong mình bàn tán về cái căn hộ này. Ngay đây có mấy cái đang bán bây giờ. Thì cái building này cũng bán là cũng khá là giống như là gần xong rồi. Brian nghĩ là 60% đã xong cái building này. Và building này vẫn đang develop, thì họ vẫn đang tiếp tục xây dựng. Tại vì đa số thì mấy cái xây dựng đó, họ phải take time, thời gian. Mà cái này họ xây xong, Brian nhìn thấy gỗ viết với lại cái design của họ cực kỳ đẹp, với lại cực kỳ high end. Rồi, tiếp tục đi. Rồi, mình sẽ vô đây. Ngay đây là thêm một cái phòng. Đó, mọi người thấy không? Phòng này thì là phòng giống như là guest room, hay là mình cho đứa con nào của mình ở ngay đây. Thì cái này là cái phòng đó. Đó. Xong rồi cái này thì mình đi ra. Và bên đây là cái này là cái bathroom nữa. Đó, bên đây là cái bathroom. Có cái tub ở đây. Tile hết. Ok, xong qua bên đây thêm một cái phòng. Cái phòng này giống như là cái phòng office. Nếu mình muốn làm thì mình làm office cũng được. Office mà ở đây thì quá là đẹp luôn à. Phong cảnh là đó mọi người thấy không? Đẹp chưa? Để mình hít vô không khí chút xíu nha. Ở đây mình đứng ở đây mình coi nha, bờ biển, mấy cái building vòng vòng đây quá đẹp. Ai mà ở đây mình đi ra ngoài, mình chạy bộ qua phía bên mà giống như West Side Highway á, thì còn gì để nói nữa, quá là tuyệt. Bây giờ mình qua coi thêm một cái hộ nữa nha mọi người, cho mọi người xem là cái khác biệt nó như thế nào. Giờ đó, bên đây là hộ 20D. Thì cái layout nó khác bên kia chút xíu. Đó, cái này là cái giống như họ setup là kiểu mà phòng của con nít. Ai mà có em bé rồi gì thì hay là muốn làm cái phòng khác, thì dù anh đây là cái bathroom nè mọi người, thấy không? Xinh xắn. Tại mấy đứa con Brian cũng khoái nha. Ô, nước có men đất gì nè. Dễ thương quá. Đó, ai tắm rồi gì trong đây, xinh xắn không? Quá xinh xắn. Đẹp quá không? Rồi để qua bên đây coi đây nó như thế nào. Bên đây là cái powder room. Powder room là kiểu họ nói là half bathroom á. Powder room ở phía này. Mấy cái gỗ này Brian khoái nè. Đẹp quá ha. Cái layout. Hi. Hello. Còn bên đây là cái kiểu mà layout của cái kitchen hơi khác chút xíu. Mà cũng là cái đây là cái sink để mình giữ chén. Đẹp quá ha. Xong phong cảnh thì phong cảnh nó khác bên kia. Nó có nhiều bằng bên đó. Thì cái hộ này thì chắc chắn là nó dễ hơn mình phía bên đó. Còn ngay đây là living room. Đó mọi người thấy không? Brian khoái cái style của họ đang làm. Are you talking to yourself, Brian? No, I'm talking to my camera. Rồi qua đây. Qua đây là cái bedroom rồi. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp luôn à. Bedroom đẹp quá ha.
cái phòng này thì mình cũng có phong cảnh qua bên này. Thì cái building mà nó Freedom Tower, kiểu mà One Manhattan World Trade Center là ngay đó mọi người. Đẹp quá. Đồ anh đây là kiểu là walk-in closet. Đó mà nhìn nào, nó layout giống như vậy. Closet cũng khá là lớn ha. Quá trời lớn, nhiều storage. Đồ anh đây là cái bathroom của bên phía này. Cũng là kiểu là kia ra. Đó, mọi người thấy không? Shower là riêng biệt. Bên đây là cái tub để cho mình đi tắm. Bay double sink luôn. Rất là đẹp. Wow. Mọi người suy nghĩ cái tour này như thế nào? Cái building này mọi người cảm giác như thế nào? Được hay không được cho Brian biết bên dưới nha. Thì căn hộ này thì Brian đang ngồi á thì nó rẻ hơn bên căn hộ lúc nãy. Thì cái này thì cỡ khoảng giá tiền thì cỡ khoảng 2 triệu mấy thì thôi. Thì Brian sẽ để maybe cái hình ở trên đây, nếu mà Brian tìm được, Brian sẽ để vô đây cho mọi người xem cái giá cả ở đây. Và cái địa điểm của này là cực kỳ giống như là đẹp. Nó ngay chỗ ai mà làm ngay Wall Street hay là chỗ nào mà finance thì ngay đây thì là the best spot cho người đó. Nếu mà người nào mà giống như là muốn ở bên New York mà gần ngay Wall Street hay chỗ làm của mình đó, giống như là New York Stock Exchange thì là ngay đây. Ai mà làm trong finance thì đa số là ở đây. Mà cũng khu vực này thì nhiều chỗ mà giống như là sightseeing, giống như Brian nói, thì shopping là phía bên đây của World Trade Center. Bây giờ là One World, Freedom Tower, Freedom Tower. Xong rồi qua bên kia là shopping, là gọi là cũng là Brooksfield. Xong rồi ngay đây, ngay cái highway, West Side Highway thì là mình đẹp lắm, quá là đẹp luôn. Thì ai muốn thêm về thông tin về cái hộ này hay là địa điểm này thì cho Brian biết, Brian sẽ cố gắng dẫn mọi người tới đây coi. Ok. Dạ mọi người, ngay đây là gọi là cái Cloud Club. Thì mình đã trên đây cho mọi người xem. Họ vẫn đang renovation tại vì chưa xong. Bởi vậy mình cũng ái ngại vô cái chỗ này cho mọi người xem mà. Thôi mình đã sẵn ở đây thì mình cho xem giống như cái Cloud Club nó giống như thế nào. Đó, phong cảnh nó wrap around như vậy nè. Đẹp chưa? Xong rồi mình ngồi đây, kiểu là cái lounge, ngó ra bờ sông. Mẹ Brian nói ngó ra ngoài cực kỳ đẹp ha. Ngay đó nhìn thấy cái Verrazano Bridge. Xong rồi qua bên phía bên kia là một cái island. Brian quên cái tên cái đó là gì à? Mà Statue of Liberty bên đó. Đó, ngay đó là Statue of Liberty. Đẹp chưa? Ngay đây là gọi là Sky Lounge, Sky Club. Ngồi ghế này cũng xinh lắm mọi người. Xinh xắn lắm. Ngó ra bờ sông, ngó ra biển, ngay đây là quá là relaxing. Thôi, tiếp tục thôi nha. Giờ qua đây là gọi là playroom. Hey Carmen, you want play? You want play? Ngay đây là cái chỗ giống như là cho nít hay là người lớn cũng được. Mà cái này là playroom. Mai mốt họ sẽ để thêm đồ trong đây để cho nít họ giống như là vô đây chơi. Xinh xắn. Giờ mọi người nghe đây là chỗ fitness center. Ok, mình sẽ đi tập thể dục bây giờ nha. Bây giờ mình đang đứng ngay khu vực mà gọi là fitness center của họ. Trời, khu vực này á nó quá là thoáng luôn, tại vì cái ceiling họ làm giống như là double deck, cũng khá là cao. Xong rồi ngay đây mình chạy bộ, mình ngó ra phong cảnh ở ngoài, đẹp ơi là đẹp luôn. Wow. Nếu có gì thì chắc Brian tới cái giai đoạn này thì Brian sẽ xin mọi người mình sẽ đi tập thể dục bây giờ nha. Thì hy vọng mọi người thích cái video này ngày hôm nay tour. Thì nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái căn hộ này thì DM Brian hay là contact Brian ở bên dưới thì Brian sẽ cho thêm cái detail về cái building ngay đây. Mà bây giờ thì Brian chắc phải đi tập thể dục cho nó giảm cân chút xíu nha mọi người. Ok, until next time mọi người, please hit that like, share, subscribe. Thì mọi người, Brian sẽ see you soon. Until next time. Peace. Bây giờ phải chạy bộ. Ok, bây giờ mình sẽ tập cái tạ nào đây. Cho cái tạ, mấy cái tạ bên đây nè. Cái này nhẹ không sao đâu.
chơi mấy cái tạ vậy nè, nó sống cái thân nè. Ôi xoài, nó nặng dã man thiệt. Thôi, bây giờ mình sẽ đi tập thể dục. Bye mọi người. Peace.